Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh phía Nam. Ngày 27 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào, gặp mặt các đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Cùng đi có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành, thành phố, tập đoàn Đèo Cả. Đoàn đã đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Minh Chiết tại ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đồng chí Trương Tấn Sang tại ấp Rồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đã thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với tinh thần quyết tâm quyết liệt, sáng tạo đổi mới của lãnh đạo tỉnh, tỉnh Cao Bằng có những bước phát triển vượt bậc, đồng thời tạo điều kiện mời gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư để tạo bước phát triển nhanh, bền vững trên quê hương cội nguồn cách mạng. Tỉnh Cao Bằng luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có các đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, dành tình cảm và có những chỉ đạo, định hướng để Cao Bằng ngày càng phát triển. Mong các đồng chí thu xếp lên thăm Cao Bằng trong thời gian thích hợp. Các đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết vui mừng vì sự phát triển của Cao Bằng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng với tâm và có tầm, quê hương cội nguồn cách mạng sẽ ngày càng giàu đẹp. Cao Bằng dù có cách trở địa lý, nhưng các đồng chí lãnh đạo vẫn quan tâm, dõi theo và ủng hộ mọi mặt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã tham quan, tìm hiểu những cây trồng, sản vật địa phương, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, Long An, quan tâm di tích Rồng Dứa, nơi căn cứ liên quận 5, 6, 7, 8, cánh Tây Nam, Ban Công Vận, Ban Hòa Vận thuộc khu ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, giai đoạn 1961-1964 thuộc ấp Rồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chiều 27 tháng 11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ, công chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị thông tin về tình hình thực hiện chỉ thị số 32 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, phương thức thực hiện trong thời gian tới, hướng dẫn về thẩm quyền và quy trình xin phép tổ chức hội thảo quốc tế do cấp ủy địa phương chủ trì tổ chức. Hướng dẫn số 06 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ban Đối ngoại Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện quy định về lễ tân đối ngoại của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu góp ý về những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác đối ngoại. Ban Đối ngoại Trung ương giải đáp về việc tổ chức hội thảo, hội đàm mang tính chất quốc tế theo nguyên tắc và thẩm quyền quy định. Các hoạt động đón tiếp, thành phần dự tiệc chiêu đãi, quà tặng đại biểu quốc tế, các cơ quan báo chí lưu ý việc đưa thông tin tổng hợp hoạt động đối ngoại tại tỉnh theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới, cần có sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị cần nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại. Hội nghị là dịp để trang bị kỹ năng cần thiết, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, đảm bảo đúng nghi lễ, phù hợp thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Sáng ngày 27 tháng 11, Hội làm vườn tỉnh tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm đánh giá phong trào hoạt động của hội nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể và 85 đại biểu đại diện cho trên 4.000 hội viên các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Làm Vườn tỉnh thành lập mới 4 chi hội với 46 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 4.422 hội viên, sinh hoạt tại 279 chi hội. Củng cố 3 câu lạc bộ trực thuộc với 89 hội viên, gồm câu lạc bộ nuôi ong mật đầy thám, câu lạc bộ kinh tế trang trại, câu lạc bộ VAC Bạch Đằng. Trong 5 năm qua, Hội Làm Vườn đã phối hợp với các cấp ngành, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nông lâm nghiệp, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chi hội, hội viên, nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tổ chức hội thảo, tham quan mô hình sản xuất tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Hội đã cấp phát trên 1.200 tờ rơi phổ biến về quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng và vật nuôi, tổ chức 37 lớp tập huấn cho 1.800 lượt hội viên về kỹ thuật trồng cây ăn quả, nuôi ong, xây dựng các mô hình VAC tổng hợp. Cung ứng 4.525 cây giống ăn quả các loại, trên 15.000 giống cây lâm nghiệp cho hội viên trồng, hình thành vùng cây ăn quả tập trung. Trung tâm dịch vụ tỉnh hội cung ứng 100kg túi bầu ươm cây giống, 3.000 túi bọc quả và nhiều vật tư kỹ thuật khác phục vụ các mô hình sản xuất nông nghiệp. Nhờ phát triển kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng, hàng năm trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình, gương cá nhân điển hình, làm vườn giỏi, có thu nhập cao được các ngành các cấp biểu dương khen thưởng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng các đề tài dự án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, duy trì thường xuyên phong trào thi đua làm kinh tế VAC thoát nghèo làm giàu và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận kế hoạch, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, số xã phường thị trấn có tổ chức hội chiếm trên 65%, phát triển 105 chi hội làm vườn, trên 60 chi hội hoạt động có hiệu quả, phát triển 10% hội viên mới, mỗi huyện xây dựng ít nhất 2 mô hình VAC tiêu biểu trở lên một năm, tập trung phát triển mô hình kinh tế trang trại theo tiêu chí mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, củng cố và phát triển tổ chức hội từ cấp huyện đến cấp xã, nâng cao chất lượng mô hình câu lạc bộ trang trại, câu lạc bộ chuyên ngành giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát động các phong trào thi đua về xây dựng hội và phong trào làm kinh tế VAC, tổng kết phổ biến rộng rãi kinh nghiệm của những người làm vườn giỏi, những điển hình tiên tiến và biểu dương khen thưởng kịp thời. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Làm Vườn tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sinh Cung, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Làm Vườn tỉnh. Ngày 27 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi gồm 4 đội, đại diện cho 50 cán bộ đảng viên, với chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bằng hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi, chào hỏi, hùng biện và phần thi năng khiếu. Nội dung các phần thi gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi bộ để giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm công việc trong mỗi cán bộ đảng viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Sáng ngày 27 tháng 11, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân tháng 11 năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Huy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Cao Bằng có đại diện Ban Giám đốc, cùng dự có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, chức năng và các đồng chí phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Hội nghị nhằm đánh giá đầy đủ toàn diện các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện hai dự án và chỉ rõ các biện pháp, nhiệm vụ, phân công lực lượng khi chuyển trạng thái từ giai đoạn 1 là các bước chuẩn bị sang giai đoạn thực hiện. Đồng chí Đại tá Mai Xuân Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã báo cáo tham luận tại hội nghị. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành thu thập phiếu thông tin đảm bảo theo đúng tiến độ, chủ động phối hợp các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện dự án. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương Công an các đơn vị địa phương trong nỗ lực hoàn thành khối công việc rất lớn của hai dự án,
đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện hai dự án gắn liền với chỉ đạo của Bộ về xây dựng, hoàn thiện dữ liệu sinh trắc học, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện, bắt đối tượng truy nã, tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, giải quyết được tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Sáng 27 tháng 11, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Trúc Tre Xuất khẩu Cao Bằng về thực hiện hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do tác động của đại dịch COVID-19. Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Trúc Tre Xuất khẩu Cao Bằng là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 154 và Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ để trả lương người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, công ty có 126 lao động bị ngừng việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để trả lương, đảm bảo đời sống, với tổng số tiền hơn 216 triệu đồng. Mỗi lao động sẽ được hỗ trợ trả lương 50% mức lương tối thiểu vùng với số tiền 1.715.000 đồng một người một tháng. Thời gian vay vốn là 12 tháng, lãi suất tiền vay là 0%. Đây là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm ổn định kinh tế, giúp các đơn vị tổ chức khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai đúng quy định chính sách tín dụng xã hội đến các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tích cực ra soát đối tượng, hướng dẫn giải đáp về các quy trình thủ tục cho vay, đảm bảo công khai minh bạch, hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay thuận lợi. Ngân hàng Chính sách Xã hội mong muốn các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, phản ánh kịp thời thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng trục lợi chính sách sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Trúc Tre Xuất khẩu Cao Bằng cam kết sau khi tiếp nhận nguồn vốn sẽ thực hiện ngay việc chi trả lương cho người lao động ngừng việc theo hợp đồng ký kết. Tại huyện Trung Khánh, công ty Syngenta Việt Nam tổng kết mô hình trình diễn giống ngô lai NK6275 tại xóm Thăng Lý, thị trấn Trung Khánh. Vụ hè thu năm 2020, công ty đưa giống ngô lai NK6275 gieo trồng thực hiện mô hình tại gia đình bà Hoàng Thị Mận ở xóm Thăng Lý, thị trấn Trùng Khánh với diện tích trên 2.500 m². Quá trình gieo trồng và chăm sóc ngô, gia đình được hướng dẫn kỹ thuật nên cây ngô phát triển rất tốt, thời gian sinh trưởng từ 115 đến 120 ngày, tỷ lệ mọc trên 95%. Cây có bộ lá xanh bền, cứng cây, bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh, có khả năng chịu hạn và chống độ tốt. Bắp hình trụ to dài, lõi nhỏ, hạt sâu cay, màu vàng cam đậm, được thị trường ưa chuộng. Qua đánh giá, giống ngô lai NK6275 phù hợp với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng của địa phương, có thể trồng cả vụ xuân và vụ hè thu. Giống ngô lai NK6275 là giống tốt, có nhiều ưu điểm, cây cho năng suất cao hơn so với nhiều loại giống khác. Bà con đề nghị huyện đưa giống ngô NK6275 vào cơ cấu giống địa phương, nhân rộng sản xuất trên địa bàn để tăng năng suất và sản lượng lương thực, nâng cao thu nhập cho người dân. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Thạch An đã tiếp nhận và cấp phát 50 bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Việt Trung, nhà thầu thực hiện mua sắm và lắp đặt cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Thực hiện công văn số 2851 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo. Trong đợt này, các đối tượng đủ điều kiện được cấp gồm có 9 huyện với 7.259 hộ nghèo và 3.298 hộ cận nghèo. Trong đó, huyện Thạch An có 50 hộ nghèo, cận nghèo được nhận thiết bị. Việc cấp thiết bị hỗ trợ đầu thu truyền hình số nhằm giúp các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có thể tiếp tục thu xem được các kênh chương trình truyền hình quốc gia. Đây là các hộ được nhận thiết bị nghe xem thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, bị ảnh hưởng bởi lộ trình tắt sóng truyền hình tương tự theo đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Mỗi hộ được cấp một bộ, gồm một TV LED 32 inch, một đầu thu truyền hình số vệ tinh DVB-S2 và các phụ kiện. Tại buổi giao nhận, các hộ đã ký cam kết có trách nhiệm vận hành, bảo quản, sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn, sử dụng đúng mục đích. Việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại sẽ được thực hiện từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Trùng Khánh đến kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Cồn.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Côn đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia 12.861 công lao động làm đường nông thôn, trong đó làm được 1.956 mét đường liên xóm, 5.740 mét đường ngõ xóm và làm hơn 7.000 mét đường nội vùng phục vụ sản xuất. Trên địa bàn xã có hệ thống kênh Bắc Trùng Khánh và hơn 8 km kênh Mương Phai được người dân xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu của người dân. 100% các hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện lưới quốc gia. Xã có 539 trên 614 hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn về nhà ở theo quy định của Bộ Xây dựng, chiếm 87,8%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,16%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở là 114 trên 122 em, chiếm tỷ lệ 93,4%. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới của huyện đánh giá, đến nay xã Ngọc Côn đã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới, 4 tiêu chí dự kiến đến cuối tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành. Đoàn công tác đề nghị xã tiếp tục ra soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đưa xã Ngọc Côn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Sáng ngày 27 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 95 cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn của thành phố, cán bộ công chức phường xã và đại diện chủ các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, nhà hàng trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, cán bộ công chức viên chức và các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được tuyên truyền phổ biến về luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 15 ngày 22 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Thông tư liên tịch số 13 ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật khác, quy định về phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Qua đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với cơ quan chức năng cũng như ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh của các đơn vị cá nhân trên địa bàn. Ngày 27 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật quý tư năm 2020 tới lãnh đạo, công chức 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị đã triển khai luật bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ luật lao động năm 2019, kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, luật sửa đổi một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 112 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức, Nghị định số 90 ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật cần tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ công chức viên chức, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tại huyện Quảng Hòa, Trường Chính trị Hoàng Đình Dông đã khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 77 cho 81 học viên là cán bộ công chức viên chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể, trường học, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 8 tháng, các học viên sẽ học tập nghiên cứu các học phần, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, tình hình nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa, học viên nghiên cứu thực tế, viết khóa luận và thi tốt nghiệp. Thông qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng quản lý giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại huyện Hà Quảng, đoàn công tác của Cục Kỹ thuật Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân do Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa. 5 hộ nghèo trú tại các xóm Đôn Trương, Bản Giàng, Nà Vạc và tổ dân phố Xuân Vinh, thị trấn Xuân Hòa đều không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thu nhập thấp.
Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải quân mong muốn bà con tiếp tục khắc phục khó khăn, tăng cường sản xuất chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Tiếp đó, đoàn đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tại huyện Nguyên Bình, chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện đông ấm cho em tại xã Hương Đạo. Hương Đạo là xã vùng 3 của huyện Nguyên Bình. Đoàn tình nguyện đã đến thăm, động viên và tặng quà điểm trường tiểu học xã Hương Đạo, trao 15 xuất quà gồm chăn ấm, vở, bút cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tổng giá trị gần 6 triệu đồng, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên chung sức giúp đỡ, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn của xã, động viên học sinh thêm chăm ngoan học giỏi. Ngày 27 tháng 11, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho công chức người lao động. Tại buổi tập huấn, cán bộ công chức lao động của Sở được thông tin về các văn bản pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, văn bản chỉ đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy, những kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy, một số biện pháp bảo quản sử dụng bình chữa cháy và những chú ý khi sử dụng các bình chữa cháy. Sau phần học lý thuyết, các học viên tham gia thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, sử dụng phương tiện bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định và thực tập phương án chữa cháy. Lớp tập huấn đã nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, củng cố trang thiết bị, rèn luyện kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, qua đó xử lý tình huống kịp thời với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy. Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đến kiểm tra kết quả triển khai công tác quân khí năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại kho K29, Phòng Kỹ thuật và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Quảng, tình hình súng pháo, khí tài, đạn dược, tình hình cơ sở bảo đảm kỹ thuật, hệ thống trạm sửa chữa, đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đánh giá kết quả thực hiện công tác kỹ thuật quân khí từ năm 2019 đến nay, gồm công tác tham gia bảo đảm trang bị, công tác đảm bảo kỹ thuật cho trang bị, công tác huấn luyện kỹ thuật, công tác quản lý kỹ thuật và xây dựng ngành, tình hình thực hiện cơ chế quản lý, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ cho súng pháo, khí tài, đạn dược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo luật ngân sách mới. Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Huy Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quân khí biểu dương đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật quân khí, có nhiều giải pháp, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kỹ thuật, bảo đảm đơn vị kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối, quan tâm chăm lo bồi dưỡng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật. Tích cực phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hiện hiệu quả cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác vũ khí và trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Ngày 27 tháng 11, huyện Trùng Khánh triển khai cuộc vận động tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ngọc Côn. Xã Ngọc Côn có 4 xóm biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Trong những năm qua, nhân dân xã đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trên địa bàn có một cửa khẩu và nhiều đường mòn tự phát. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế, nhưng cũng là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự tại khu vực biên giới. Trong năm 2019, có 41 trường hợp công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, 17 trường hợp ở lại dài hạn, cấp 1.576 quyển thông hành xuất nhập cảnh cho người dân qua lại biên giới. Tuy nhiên, Ngọc Côn là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian tới, xã Ngọc Côn tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Xây dựng mới ít nhất một tổ tự quản về an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuộc vận động diễn ra trong 35 ngày, từ ngày 27 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hà Quảng vừa tổng kết cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Lương Cạn. Sau gần 2 tháng triển khai cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã quán triệt, hướng dẫn kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp xã, kiện toàn các ban an ninh trật tự thôn xóm, khu dân cư tự quản và tổ hòa giải tại cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, nắm tình hình, bám sát địa bàn, đã tiếp nhận và xử lý một vụ việc xâm hại sức khỏe người khác và xử phạt hành chính, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xóm Đồng Bây. Phối hợp với đội quản lý hành chính công an huyện làm thủ tục chứng minh thư cho quần chúng nhân dân cho 156 người. Thực hiện lồng ghép cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào khác như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa và các phong trào khác do địa phương phát động. Ủy ban nhân dân xã Lương Can đã ký kết an toàn về an ninh trật tự với các xóm, khu dân cư. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hà Quảng bàn giao nhiệm vụ cho xã Lương Can. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 tại xã Lương Can. Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Bằng vừa tổ chức ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc và phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường cho hơn 1.000 học sinh của nhà trường. Tại buổi ngoại khóa, giáo viên và học sinh đã được nghe cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của luật biên giới quốc gia, các văn bản pháp lý về việc giải quyết quản lý bảo vệ biên giới Việt Nam Trung Quốc, nội dung ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 3 văn kiện pháp lý, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường vì kết quả biên giới cắm mốc, nhằm ngăn chặn bạo lực học đường cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, truyền đạt những kiến thức cơ bản về thực trạng đáng báo động về bạo lực học đường, nguyên nhân hậu quả, qua đó hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường. Bằng hình thức sân khấu hóa, các em tham gia trả lời về nội dung 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, một số tình huống thực tế về biên giới cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội bạo lực học đường. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đã trả lời xuất sắc các câu hỏi của ban tổ chức. Ngày 27 tháng 11, Hội Người Cao Tuổi huyện Hà Quảng tổ chức Đại hội Câu Lạc Bộ Văn nghệ Thể thao Thị trấn Thông Nông, nhiệm kỳ 2020-2022. Trong thời gian vừa qua, các hội viên đã duy trì luyện tập dưỡng sinh và thể thao hàng ngày. Đội văn nghệ thường xuyên tham gia biểu diễn trong các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, tổ chức giao lưu văn nghệ với Hội Người Cao Tuổi các địa phương, tham gia đóng góp các loại quỹ đầy đủ, nhất là đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, tham gia các sân chơi cuối tuần, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia, được đông đảo các thế hệ con cháu ngưỡng mộ. Trong thời gian tới, ban chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc hoạt động, tổ chức luyện tập văn nghệ thể thao, góp phần hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục mở rộng các loại hình văn hóa văn nghệ và một số môn thể thao, các trò chơi dân gian phù hợp với người cao tuổi như các làn điệu lượn then dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.